Rồi, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi nhá. Hôm nay thì là một ngày đẹp trời, bên em lại tiếp tục quay lại và lên video review báo giá trực tiếp cho bà con một cái lô máy sới đa chức năng đến từ rất nhiều thương hiệu như là Honda này, Shibura này, Zangma, Mitsubishi, Isuzu và Kubota bà con nhá. Đó thì các cái dòng máy một giò một bánh này hôm nay thì em lại tiếp tục báo giá trực tiếp nhá. Ví dụ như con máy một giò giá của cái con lô máy hôm nay rất là thú vị bà con nhá. Đó thì hy vọng là bà con đồng hành cùng với bên em trong video này. Ví dụ như con máy một giò này, giá một giò một bánh trên tạt này của Shibura này và Honda này nhá. Honda đây một giò một bánh đây. Giá chỉ có 5 triệu 2 và 5 triệu rưỡi thôi. Đó. Một con máy một giò chuyên tạt chuyên lên luống. Đó, một bánh nhá, Honda Shibura, Zangma. Rồi là Isuzu Zangma. Đó. Rồi là Kubota. Con này mới thú vị bà con này. Con này rất là thú vị luôn. Con này giá của nó 7.900.000, công suất là đến 7 ngựa rưỡi bà con nhá, 7 ngựa rưỡi của Kubota, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ mã lực. Hôm nay thì em báo giá là bao ship hàng, bao ship là tới tận nhà bà con nhá, ship hàng toàn quốc và bao ship tới tận nhà. Ví dụ như con này là giá là của nó là 7.900.000 này, con này rất là thú vị luôn. Công suất là 7 ngựa rưỡi của Kubota, 7.5 PS của Kubota GH280, 7 ngựa rưỡi. Giá chỉ có 7.900.000 thôi và kèm theo một cặp bánh cao su cho bà con nhé, một cặp bánh cao su đây. Đây là đang theo máy là cặp bánh sắt nhá. Đó, mà giá chỉ có 7.900.000 thôi bà con. Cực kỳ ok. Lát nữa em sẽ quay tính năng, quay chi tiết mọi thứ cho bà con. Rồi, bà con mua hàng, muốn mua hàng thì cứ gọi trực tiếp với bên em. Số điện thoại là 0967702477 nhá. Bà con gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ quay tư vấn cho bà con nhiều dòng máy hơn nữa, không đơn giản là các cái dòng máy này. Rồi, con số 1. Con số 1 là con Shibura. Đấy, công suất của nó là có 3 ngựa thôi của Shibura. Con này giá là có 5.200.000 là bao ship tới tận nhà. Đây là một con máy rất là gọn gàng, nhẹ nhàng, vừa vặn, đặc biệt là chuyên tạt luống, vun luống lên rãnh, lên rò, lên líp bà con nhá. Chia luống tách hàng xẻ rãnh. Đó, vun ngô, vun khoai gì đó rất là ok. Con này thì rất là nhẹ nhàng, trọng lượng nó chắc chỉ tầm khoảng 50 đến 55 kg thôi, chắc không hơn đâu. Đó, con số 1 giá 5.200.000 Shibura, một giò một bánh nhá. Đó, máy móc rất là ok. Thì tất cả mọi thứ là còn rin nguyên hết, bọn em chưa đụng chạm, chưa sơn tút, chưa làm một cái gì hết. Giá bao ship tới tận nhà. Và bên em sẽ có trách nhiệm là thay dầu nhớt mới này, thay nhớt đầu máy, nhớt hộp số, nhớt dàn phay. Đặc biệt là bao ship tới tận nhà cho bà con, dọn nổi đẹp đẽ. Giá chỉ có 5.200.000 là bao ship tới tận nhà nhá. Rồi, con này thì nó sẽ có đi một số nhanh và một số chậm này, đúng chưa? Số nhanh và số... Con này số nhanh và số chậm nhá. Có số tạt và số sới nhá. Đó. Con này nó không có số lùi đâu, nó chỉ có số nhanh và số chậm thôi, số nhanh và số chậm và số tạt và số sới nhá, đầy đủ hết, tạt sới đầy đủ hết nhá bà con nhá. Đó. Nhỏ vậy thôi nhưng mà đây Shibura đây. Chào bà con. Shibura nhá, có lọc bụi bằng nhớt. Con này là nó có hai sên. Đây. Đây hai sên. Sên xích, sên này của nó lại có thể tháo tách rời ra để mà xử lý lại nhông xích, ví dụ như là có trường hợp là nó bị lỏng rơ bạc đạn hay là trùng xích nhá, mình xử lý rất là dễ dàng luôn. Hộp xích dàn phay này cũng tháo ra được luôn. Rồi, nó đang đi một cái bánh là bánh sắt tròn này, đúng không? Bánh sắt tròn này thì rất là an tâm tại vì là nó không có bị lộc cộc, nó không có bị đi khó đi trên nền bê tông. Nó đi nền cái nền bê tông là đi nền tròn này nhá. Còn các cái lá này sẽ chạm vào đất bới đất, đúng chưa? Rồi. Shibura con này thì nói chung là thứ nhất là nó chắc chắn, thứ hai nữa là nó bền. Đặc biệt là con này là sử dụng điện ngoài, điện ngoài pin ngoài 100% bà con nhá. Điện ngoài pin ngoài 100%. Nên là bà con không lo là nóng lên tắt máy hay là nóng lên khó nổ gì đâu nhá. Con này là chuyên tạt và lên luống. Cả sới nữa, sới thì sơ sơ thôi, sới chắc chỉ được tầm khoảng mấy chục phân thôi chứ nó không sới được rộng như các cái dòng máy lớn đâu. Đây. Hiện tại thì nó đang đi bộ dàn sới này nhá. Sới của nó rất là đẹp đẽ luôn. Đúng chưa? Nếu mà rỉ sơn bên em sẽ dặm sơn lại cho. Còn đang trong tình trạng tự nhiên. Giá của chỉ có 5.200.000 thôi nhá. Đang đi bộ sới, bà con nào thích bộ sới hay thích bộ tạt thì em sẽ đổi lưỡi tạt vào đây cho. Còn nếu mà bà con muốn mua thêm bộ tạt thì em sẽ bán thêm cho nhá, có mấy trăm ngàn thôi. Ở phía sau đuôi này có một cây bánh lái đuôi nhá. Các cái tấm chắn cao su này còn rất là đẹp đẽ như này, chưa rách rưới gì hết nhá. Rồi ok. Có là bóp nâng hạ cao thấp tay lái này. Đó. Nâng hạ cao thấp tay lái nhá. Có bóp gài côn trên tay này, đây, gài côn này, nhả côn này, thấy chưa? Rất nhẹ nhàng luôn. Rồi, giá chỉ có 5.200.000 thôi là bao ship tới tận nhà bà con nhá. Tay lái quay 360 độ này. Được, ok. Rồi. Máy móc sạch sẽ nguyên bà con nhìn thấy chưa? Đó, con này công suất là 3 ngựa bà con nhá. Công tác có lọc bụi bằng nhớt để rất là ngon luôn. Rồi, bình xăng bằng nhựa nhá, con này bình xăng bằng nhựa này. Không sợ rỉ sét, không bị gấn cặn.
Rồi tiếp theo là đến con số 2. Con số 2 này là một con máy Honda. Hai con này nó là đối thủ của nhau. Công suất, kích thước, trọng lượng tương tự như nhau. Đó bà con, nhìn thấy đây. Nhưng mà đặc điểm của Honda đó là nó là một cái màu đỏ tươi. Rồi là tay lái bằng inox nhá. Đặc điểm nhận dạng rất là rõ ràng của Honda là tay lái inox. Rất là sáng sủa luôn, chưa reset. Bô cũng inox luôn này, đúng chưa? Con này thì hình như là chỉ có 2 ngựa rưỡi thôi. 2 ngựa rưỡi là một con máy Honda. Giá là 5 triệu rưỡi bà con nhá, 5 triệu rưỡi. Đó là bao ship tới tận nhà cho bà con. Honda này, VKB10 Honda nhá. Đúng chưa? Honda cực kỳ ok luôn. Thì đây là một con máy Honda mà nó đang sử dụng một cái dàn phay trục của dàn phay là trục lắp số đảo chiều xoay ngược. Đó. Đấy con nhá. Đây. Rồi. Honda đây bà con nhìn thấy này, Honda SR215. Đó, máy móc khô ráo sạch sẽ hết nhá. Bọn em thì chỉ có xịt rửa sơ với lại là lau chùi sơ thôi chứ chưa có đụng chạm gì cả, chưa có chà rửa gì hết. Chưa có vệ sinh sạch sẽ gì cả nhá. Đây là inox đây. Có bóp gài côn này, mình cho bóp gài côn này. Đó, nhả côn này. Rất nhẹ nhàng. Còn ở đây là tay nâng lái, có nâng hạ có thấp tay lái nhá. Tay ga đây, được chưa? Đó. Rồi, các cái tấm chắn của nó đồng đều đẽo nguyên này, đẽo nguyên. Đó. Chưa rách dưới gì cả nhá. Đây là có một cái cây bánh bánh lái đuôi ở đây, được chưa? Con này thì sẽ có đi 2 số tiến và số tạt một sới nhá. Nó có nó đang sử dụng cái trục lắp này bà con này. Mình thấy là cái trục lắp của nó rất là ngon luôn. Đây trục lắp bà con nhìn thấy nhá. Đây em quay cho bà con xem. Đây là cái trục lắp bà con nhìn thấy chưa? Đó, đỏ tươi nhá. Trục lắp số đảo chiều xuôi ngược. Đó, trục lắp của Honda thì nó rất là bền luôn. Thực sự rất là bền. Đó, được chưa? Rồi. Đó. Trục lắp của dàn phay tức là quay xuôi là để sới, quay ngược là để tạt luống nhá. Honda đây, không chạy đâu được. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi là bao ship tới tận nhà. Tay lái inox, côn bóp trên tay. Rồi là bóp rất là nhẹ luôn, công tắc tắt máy. Tay ga, nâng hạ co thấp. Đây là cái cần gài chân trống nhá, chân trống. Đó. Quay tay lái 360 độ này. Được chưa? Con này đang đi một cái bánh sắt đây. Bánh này là rất bánh siêu bám luôn, không bao giờ sợ trượt nhá. Giò riếp đẹp đẽ, chưa có rỉ nước để nhau gì hết. Được chưa? Đây. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi bà con ạ. Rồi, bà con mấy con này thì nói chung là các bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ đều có thể lái được mấy cái con máy này nhá. Nó nhẹ nhàng lắm, nó có mấy chục ký thôi, 45 50 kg, 55 kg thôi, chắc không hơn đâu. Thực sự nó rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là đến một con máy Zhangma PSC 4B. Thì đây là một con máy mà hiện tại đang sử dụng một cái động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV nhá. Là một trong những cái phiên bản mà động cơ mà đời cao của Zhangma, động cơ máy nghiêng máy xéo OHV. Con này công suất là 4 ngựa của Zhangma. Giá của nó là 6.800.000 nhá, là bao ship tới tận nhà cho bà con. Thay nhớt đầu máy, thay nhớt hộp số, thay nhớt dàn phay đầy đủ bà con nhá. Hiện tại con này thì đang gắn một bộ tạt luống này. Em gắn sẵn bộ tạt luống cho bà con luôn nhá. Đó, để con về xài luôn chứ không phải là thay nhớt gì nữa. Được chưa? Chuyên tạt luống luôn. Đó. Rồi, con cái răng tạt luống này là nó có hai mấy khớp mấy lỗ nhá, nó có thể đưa ra đưa vào được, bà con nhìn thấy chưa? Đưa ra đưa vào được nhá. Đó, rất là linh hoạt, chỉnh rộng chỉnh hẹp đó. Rồi, Zhangma đây. Công đây, Zhangma. Zhangma OHV GA120 nhá. OHV Zhangma GA120. Giá là con số 3, giá là 6.800.000 là bao ship tới tận nhà. Đó, đúng chưa? Rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Rồi, đây. Máy của nó đây, công suất là 4PS nhá. 4PS đúng chưa? 4 ngựa GA120. Máy móc sạch sẽ khô ráo. Đó. Rồi, PSC 4B. Đang đi bộ tạt luống nhá, đi bộ tạt luống. Đấy, giò giếp đẹp đẽ nguyên này. Chưa để nhớt nhá. Đằng sau có bánh lái đuôi. Rồi, con này thì giá của nó thì 6.800.000 là bao ship tới tận nhà. Đó, con này thì đời cao rồi, đời rất là cao. Đây nó có cái lọc bụi bằng nhớt mà em chưa gắn ở đâu nhá, nó bị rớt này. Bây giờ nó bị rớt này. Rồi mất chưa gắn ở đâu nhá. Đầy đủ hết và con kiên trí. Rồi, con này có 2 sên, 1 2 sên. Số của nó sẽ có đi 2 số tiến, 1 số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi. 1 sới 1 tạt này. Đấy, tạt sới là trên cần này luôn. Tạt sới là nâng lên hạ xuống này. Được chưa? Đó, còn là số là gạt ngang này. Số con này rất là nhẹ nhàng luôn bà con. Bình xăng này mình trong bằng nhựa nhá. Đây. Ôi, con này bình xăng mới tinh luôn, trắng tinh này. Được chưa? Chưa chuyển màu nhá. Đó. Dòng rất đầy đủ hết. Rồi. Giá chỉ có 6.800.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con. Được chưa? Con này thì chiều dài của cái dàn phay, chiều dài của cái thân hình của nó là nó sẽ dài hơn hai con máy này nhá. Đó, mà giá chỉ có 6.800.000 thôi. Công suất nó lớn hơn một chút. Đó. Rồi. Máy móc đẹp đẽ, hiện tại đang đi bánh răng cao su này. Đó. Bà con thích bánh răng cao su hay bánh gì đây, nó hơi bị mòn sơn cái chân này một chút chưa nhé. Nhưng mà đẹp đẽ nguyên, đúng chưa? Rất là ok luôn. Bà con muốn mua
bánh hơi em sẽ bán thêm bánh hơi cho, hoặc là thích đổi bánh hơi em sẽ đổi bánh hơi cho nhá. Rồi có nâng hạ co thấp ở trên tay lái này, rồi có gài côn trên tay này, nhả côn khẩn cấp này. Đây, rồi là có tay công tắc tắt máy này, nhả chân trống này. Rồi ok, 6 trụ 8 nhá. PSC4B, 6 trụ 8 là bao xin tới tận nhà cho bà con. Rồi tiếp theo là đến một con máy Isuzu P5. Đây là một con máy Isuzu P5. Đa chức năng, tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ chỉnh quay thất tay lái. Thì cái phần trăm của con máy này nó rất là ok, đẹp đẽ và sạch sẽ. Đó thì phần trong của nó rất là ok đẹp đẽ. Giá chỉ có, con này đã quên từ từ báo giá. Công suất của nó là 5 ngựa 3. 5 ngựa 3 nhé bà con nhé, 5 ngựa 3. Là một con máy mà hiện tại đang sử dụng một cái động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV nhé. OHV, đúng rồi, xin cái con này luôn anh cái. Là một trong những cái phiên bản mà động cơ đây là một trong những phiên bản động cơ là 5.3 PS nhé, 5.3 PS đúng chưa? Đó, 5 ngựa 3, 5.3 PS, máy móc sạch sẽ ok hết. Đó. Thôi được rồi. Rồi ok. Đấy, công suất là 5 ngựa 3 của Isuzu, động cơ máy xéo máy nghiêng, đa chức năng. Tính năng chính của nó đó là xới đất, phay đất, cày đất, tạt đất, vun đất lên luống. Vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua, dưa leo, măng tây, đậu phộng nhé. Làm la ghim rau màu, nó vun gừng, vun mía, vun hoa đều đủ hết nha bà con. Và đặc biệt là cái dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa, rụng nước, rụng thụt, kéo thùng, kéo rơ móc và làm xế nhảy, xế cò cào là đều được hết bà con nhé. Cực kỳ ok. Con này thì số tiến lùi của nó đầy đủ, số thỏ rùa nhanh chậm đầy đủ, côn chuyển hướng đầy đủ, động cơ đời cao 5 ngựa 3, máy phần trăm còn cực kỳ ok. Em sẽ quay chi tiết cho bà con. Công suất là 5 ngựa 3 này. Đầu tiên là công suất là 5.3 PS nhé, 5.3 PS. FM 160G đúng chưa? 3.7 là căng ti. Rồi. Động cơ OHV đây bà con nhìn thấy chưa? Máy nằm này. Đó, máy xéo máy nằm nhá, OHV. Rồi đây, giò của nó đây. Rất là ok luôn đúng chưa? Sạch sẽ đẹp đẽ. Đang đi một cái cặp bánh là cặp bánh Ohatsu. Ohatsu là 350-6 này. 350-6 nhá. 350-6 này đúng chưa? Đó. Rồi, giò dịp đẹp đẽ nguyên con này thì rất ok luôn. Mà giá của nó chỉ có 9.800.000 thôi là bao ship tới tận nhà cho bà con. Thay dầu, nhớt đầu máy, nhớt hộp số, nhớt dàn phay nhá. Đó, đầy đủ hết. Rồi, số của nó sẽ có đi 1, 2, 3 số tiến và một số lùi. 3 tiến 1 lùi thì kết hợp với lại tầng thỏ rùa nhanh chậm trên tay. Đó, máy 5 ngựa 3 có số thỏ rùa nhanh chậm trên tay này, đúng chưa? Đó. Thỏ rùa nhanh chậm trên tay là thành đi 6 số tiến và 2 số lùi nhá. 6 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm nhá. Đó. Rồi. Nó có côn bóp chuyển hướng, bóp trái, còn rất là mới này, còn tem mác luôn này, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải, gài côn trên tay, nhả côn khẩn cấp, đó, nhả côn khẩn cấp nhá, nhả côn khẩn cấp, công tắc tắt máy đây, đó, rồi là thỏ rùa nhanh chậm, tay ga nhựa trên tay, có bóp nâng hạ chỉnh qua thấp tay lái, bóp quay tay lái 360 độ, đó, rồi là đây bà con nhìn thấy là cái nước sơn của nó rất là ok luôn, đúng chưa? Cỏ tươi đôi khi nó hơi chảy chảy sơn chứ thôi, nhưng mà thực sự là cái nước sơn này còn rất là ngon, rất là đẹp luôn này, rất liền lạc, thực sự rất liền lạc đây. May móc của nó đây bà con nhá, chưa giò bánh Việt phải chưa đạn nước gì hết. Con này ưu điểm một cái nữa đó là bình xăng bằng nhựa bà con nhá, bình xăng bằng nhựa này, chưa đây bà con nhìn thấy bình xăng bằng nhựa nhá, đó nên là sẽ không sợ cấn cặn rỉ sét hoặc là vấn đề gì đâu nha bà con nhá, đó cực kỳ ok luôn. Rồi, đây. Hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Con này nó có gài dàn phay ở trên tay này, gài dàn phay ở trên tay nhá. Gài dàn phay ngắt phay dàn phay trên tay nhá. Tay lái quay 360 độ. Nói chung là con này nó rất nhiều tính năng ở trên bảng tay lái này, bà con nhìn thấy chưa? Các rất nhiều sợi dây này đúng không? Thực sự con này là một đời rất là cao luôn bà con. Mà giá chỉ có 9.8 thôi. Động cơ đời cao, bình xăng nhựa, côn chuyển hướng, thỏ rùa nhanh chậm. Làm sới nhảy cao cao, bừa ruộng nước, kéo cày trâu, tạt luống, vun luống đều được hết bà con nhá. Mà giá chỉ có 9.8 thôi. Rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Con này trọng lượng chỉ tầm khoảng 65-75kg đổ lại thôi, không hơn bà con nhá. Chỉ tầm khoảng dưới 70 thôi, em nghĩ vậy. Tại vì nó rất là gọn gàng, bà con nhìn thấy là nó chỉ ngang ngửa với con máy một giò này thôi này, bà con nhìn thấy không? Đó, ngang ngửa con máy một giò thôi. Rồi, ok. Con Isuzu này thì nói chung là phần đời cao, nói chung là nó là cái phiên bản đời cao nhất của Isuzu đó bà con. Đó, nên là nó rất là ok nhá. Rất là nhiều dây rợ, nhất là nhiều tính năng. Rồi, giá 9.8 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Rồi, tiếp theo. Em muốn quay con kia quá nhưng mà thôi. Từ từ rồi quay con cua ta đi thứ tự chứ.
rất là thú vị con cua ta. À, con răng ma, tiếp theo con răng ma, con số 5, răng ma PRT55. Đây là một cái phiên bản động cơ mà máy xéo, máy nghiêng đời cao của răng ma. Con này động cơ là động cơ 5 ngựa 8 đến 6 ngựa của răng ma bà con nhé. Đó, răng ma. Thì nó là một con máy đa chức năng, tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ chỉnh quay thất tay lái. Tính năng chính của nó đó là xới đất, phay đất, cày đất. À, nó đang sử dụng một cái trục cơ sở của dàn phay là trục láp. Trục láp bà con nhé, trục láp số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay. Thì tức là cái dàn phay này nó có thể quay xuôi là để xới đất và quay ngược là để tạt luống bà con nhé. Mà mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống, mà đi tư thế như thế này mà vẫn tạt được luống bà con nhé. Đó, rất là VIP luôn. Rồi, con răng ma này là tay lái quay 360 độ nâng hạ chỉnh quay thất tay lái. Đó, nó có trục láp đảo chiều thì mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống. Nó rất là ngon luôn. Rồi, động cơ răng ma này bà con nhìn thấy chưa? Cần số này. Đây, động cơ răng ma OHV nhá, được chưa? OHV, dập nổi luôn. Mình sang đây. Con này thì công suất là đi 5.8 này, 5.8 PS nhá. Nó bị chảy mất cái tem, 5.8 PS. Đó, máy móc sạch sẽ. Máy móc sạch sẽ hết này, được chưa? Cực kỳ ok luôn. Đó, rồi là đây, gầm giò của nó đây. À, hơi bị ố một chút xíu rồi. Bên em sẽ làm sạch sẽ nhưng mà còn đẹp như thế này rất là ok rồi, đúng không ạ? Bánh là 400-7, còn nguyên số trên mặt bánh này, đúng chưa? 400-7 nhá. Chưa rạn nứt gì hết ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cốt lục giác, cốt trong lục giác, cốt ngoài lục giác nhá. Rất là thuận tiện cho mình gắn bánh lồng bừa ruộng nước. À, tính năng chính của nó đó là xới đất, phay đất, cày đất, vun luống, tạt luống này, bừa ruộng. Rồi là chia luống tách hàng, vun ngoài khoai, vun ngô, vun mía, vun hoa, vun gừng, vun làm la ghim rau màu. Dàn phay này, cái dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt nhá, kéo thùng kéo rơ móc và làm xí nhảy xí cò cào thì cực kỳ ngon. À, con này sử dụng động cơ OHV này, răng ma GA160, được chưa? Có lọc bụi bằng nhớt này, đây bộ chế đẹp đẽ sạch tây nguyên, đó động cơ OHV này, đó. À, cần số là cần số inox này. À, nâng hạ chỉnh quay thấp, quay tay lái 360 độ inox này, nâng hạ chỉnh quay cao thấp tay lái là inox này. À, số của con máy này nó sẽ có đi 1, 2, 3 số tiến là một số lùi nhá. 3 tiến một lùi thì kết hợp với lại đảo tầng dây cura trong này là thành đi 6 tiến 2 lùi nhá. Đây bọn nhìn thấy số 6 chưa? 5 6 này, 1 2 tiến này, 6 tiến 2 lùi nhá. Đó, số của răng ma thì rất là nhẹ nhàng rồi, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. À, giá của con máy này là đây quay trục láp đấy. Đây là cái trục láp đảo chiều bà con này. Đây bà con nhìn thấy chưa? Đây là cái trục láp đảo chiều xuôi ngược của số của dàn phay nhá. Nó có thể quay xuôi là để xới đất này, đúng chưa? Và quay ngược là để tạt luống. Cực kỳ linh hoạt luôn. Trục láp của răng ma thì nó sẽ rất là bền bỉ, thực sự rất là bền bỉ bà con nhá. Cực kỳ bền bỉ luôn. Nó rất là phụ tùng của cái phốt này, cái phốt của cái nhớt này rất là thông dụng, nó không có khó như kiểu là Kubota. Đó nên là ưu điểm của cái răng ma nó bền bỉ là như thế. Rồi, đằng sau là có cái tấm chắn liền lạc nguyên, chưa rách dưới gì hết nhá. Có cái cánh mở lên xuống đây đầy đủ hết. Rồi, số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay đây nhá. Đây, nó có cái núm này, được chưa? Rồi, con này nó có côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải này. Bóp đây, cần in này, rất đẹp luôn inox nhá. Bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải này, gài côn trên tay này. Đó, rất nhẹ nhàng luôn, đúng chưa? Gài côn trên tay này, nhả côn này, gài côn này, nhả côn này, đúng chưa? Tay ga trên tay này, công tác ở khuỷu này. Đó, giá của con máy này thì chỉ có 12.500.000 thôi. 12.500.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Đó, 12.500.000 bao ship tới tận nhà. Rồi ok, một con máy răng ma đa tính năng, sử dụng trục láp số đảo chiều xuôi ngược, 12.500.000 bao ship tới tận nhà. Đó, rồi phần trong của rất là ok, đẹp đẽ xe đúng không ạ? Đó, đa chức năng, dàn phay tháo rời được, kéo cày trâu cày lật, gắn máy lồng mưa rụng nước rụng thụt, làm xích nhảy cò cào đều được hết bà con nhé. Rồi, tiếp theo đến con máy thú vị đây bà con. Một con máy đến từ thương hiệu là Kubota AR700, công suất là 7 ngựa rưỡi của Kubota GH280. À, tay lái quay 360 độ, nâng hạ chỉnh quay thất tay lái, giá của nó chỉ có 7.900.000 thôi bà con. Kèm theo một cặp bánh sắt, kèm theo một cặp bánh hơi. Đó, bộ tạt thì bà con mua thêm nhá, theo máy là có bộ sới rồi, đúng chưa? Rồi, tính năng đầy đủ, nói chung là con này thì nó tuy là 7 ngựa rưỡi nhưng nó lại sử dụng một cái khung sườn bà con nhìn thấy này. Nó giống như là một con máy 5 ngựa 8, 6 ngựa của răng ma. Sườn kích thước ngắn như thế, nhẹ nhàng như thế, gọn gàng như thế. Mình nó sản xuất ra là tính năng, hai tính năng chính đó là xới đất, cày đất và tạt luống, lên luống, vun luống bà con nhá. Đó, tính năng chính của nó là như thế. Rồi, AR700
AR700 này, còn nhìn thấy chưa? AR700 nhá. Kubota con số 6 giá là 7,9 triệu này. New Kubota chưa? Kubota nhá. Con này thì rất là mã lực, rất là bền bỉ. Cực kỳ bền bỉ luôn. Đặc biệt là cái phụ tùng của nó thì siêu thông dụng mà con nhá. Siêu thông dụng luôn. Rồi, công suất của nó đây GH280, GH250 đó là 8 ngựa rồi. Nhưng mà sao con này nó làm đến có 7.5 thôi. GH280 nhá. Có 7.5 7 ngựa rưỡi thôi. Đó. Nhưng mà xả ga ra thì chắc chắn là lên 8 ngựa rưỡi đấy, 8 ngựa 7. Rồi ok, máy móc thì khô ra sạch sẽ nhá. Được chưa? Này, cực kỳ ok luôn. Đó, giò bánh đây. Hiện tại là đang đi một cặp bánh sắt này nhá. Bà con em sẽ tặng thêm cho bà một cặp bánh, bà con một cái cặp bánh cao su đây mà giá chỉ có 7,9 triệu thôi, là bao ship tới tận nhà nhá. Rồi, nói về tính năng, số của con này thì nó sẽ có đi hai số tiến, một số tiến và hai số lùi nhá. Một tiến hai lùi thì quay tay đảo tay lại thì nó sẽ thành đi 4 tiến hai lùi nhá. 4 tiến hai lùi rồi. Rồi, có gài côn trên tay này, có gài dàn sới trên tay này, có côn chuyển hướng bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này, gài côn trên tay, gài sới trên tay, tay ga trên tay, rồi là nâng hạ chỉnh cao thấp tay lái trên tay, quay tay lái 360 độ. Đây rồi con. Đây rồi con. Đây là một cái tư thế mà tạt luống là truyền thống của nó bà con nhé. Truyền thống tạt luống của nó đây. Giá chỉ có 7,9 triệu thôi mà kèm theo cả cặp bánh cao su luôn. Đó. Rồi em sẽ quay cái dàn phay cho bà con. Con này thì rất là sáng sủa đẹp đẽ. Đúng chưa? Đó. Đây dàn phay của nó đây. Đó, được rồi. Cực kỳ là dài và gầm này, bà con nhìn thấy chưa? Dàn phay của nó là siêu dài luôn này. Nó dài hơn một găng tay của em luôn, đúng chưa? Từ cái cuống chưa tính từ sát cuống này, nó thừa ra một đoạn luôn này, đúng chưa? Cực kỳ dài nhá. Con này nếu mà chuyên tạt luống ấy, là rất là ngon, tại vì là nó mạnh mẽ, đặc biệt là cái liềm sới nó dài và cái công suất của nó đến 7 ngựa rưỡi thì bà con không phải lo về nó tạt yếu hay tạt khỏe nhá. Rồi có số thỏ rùa nhanh chậm của số đi này, đúng chưa? Đó. Số sới hộp xích này, có hộp xích này, là hộp xích này nhá, có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay nhá. Đó, rồi Kubota 7 ngựa rưỡi, giá 7,9 triệu kèm theo cả bánh cao su, bao ship tới tận nhà cho bà con nhá, đúng chưa? Con này thì nó rất là gọn gàng nhẹ nhàng bà con. À, hẹp, em chia sẻ thêm là hẹp nhất của cặp bánh sắt này, đó là hẹp nhất của nó là tầm khoảng 25 phân bà con nhá. Còn nếu bà con muốn rộng hơn thì mình có thể chỉnh rộng, chỉnh ra chỉnh vào bà con nhá, chỉnh ra chỉnh vào đều được hết. Đó, nó linh hoạt như thế. Bánh hơi này là hẹp nhất là 30 phân, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 tùy chỉnh nhá. Rồi con số 6 là giá 7,9 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, phần trăm cũng cực kỳ ok đẹp đẽ, đúng chưa? Cực kỳ mã lực. Đây, đây là tư thế này, gạt hai cái bưởng này lên một cái. Rồi, bạn chào là sĩ này. Rồi ok đây. Đây là tư thế tạt luống của nó bà con này. Chỉ sợ là mình là không có sức để giữ con máy này thôi. Thực sự ra con này nếu mà vun khoai, vun ngô thì nó tính theo diện tích là hecta chứ không phải là mẫu xào nữa. Nó tính diện tích hecta nhá. Cánh mở lên đúng chưa? Đó. Rất là chất, thực sự con này rất chất luôn. 7,9 triệu kèm theo cặp bánh cao su. Bộ tạt luống mà con mua thêm nhá. Hiện tại dàn phay này cũng có cái này, nó rộng tầm khoảng 60 phân, 65 phân gì đó. Rồi ok. 7,9 triệu bao ship tới tận nhà con số 6 nhá. Tiếp theo là đến một con máy Mitsubishi MM555. Đây là một cái phiên bản mà động cơ mà đời cao nhất của Mitsubishi. Động cơ này là động cơ bao nhiêu đây? GM181 bà con nhá. Công suất là 5 ngựa rưỡi. Công suất là 5 ngựa rưỡi của Mitsubishi OHV. Đây là một cái phiên bản động đời máy rất là cao Mitsubishi. Giá báo giá luôn là chỉ có 9 triệu đồng thôi. 9 triệu đồng một con máy đa chức năng bà con nhá. Tại sao nó 9 triệu đồng ạ? Nó 5 ngựa rưỡi. Hiện tại đang sử dụng một cái động cơ máy xéo, máy nghiêng OHV nhá. Đó, là một trong những cái phiên bản mà động cơ đời cao nhất của Mitsubishi, máy xéo, máy nghiêng, máy nòng OHV. Bình xăng bằng nhựa. Bình xăng nhựa nhá, đúng chưa? Đó, bình xăng nhựa 100%. Đó. Rồi, số cần số đây, để em nguyên nhá. Số của nó sẽ có đi 1 2 3 số tiến và 2 số lùi nhá. 3 số tiến và 2 số lùi thì kết hợp với lại tầng thỏ rùa nhanh chạm đây là thành đi 6 số tiến và 4 số lùi bà con nhá. Một con máy 5 ngựa rưỡi mà có 6 số tiến và 4 số lùi, cực kỳ nhiều số luôn. Tính năng chính của nó, tay lái quay 360 độ, nâng hạ chỉnh cao thấp tay lái, sới đất, phay đất, cày đất, bừa ruộng, tạt luống, lên luống, vun khoai, vun ngô, làm la ghim rau mỏ bà con nhá. Đó, rồi là dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lòng bừa, rụng nước, rụng thụt, kéo thùng gắn rơ móc và làm xí nhảy cào cào là đều được hết bà con nhá. Đó, côn chuyển hướng này, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải này,
gài côn trên tay này, đúng chưa? Gài dàn phay trên tay, nhưng mà dàn phay này chắc là bị hư rồi. Tay ga trên tay, công tác như có ô tô, đúng chưa? Như có ô tô luôn, stop này. Đó, đúng chưa? Rất là ok luôn. Rồi, à, bình xăng nhựa này. Đó, máy móc sạch sẽ này. Máy móc rất là sạch sẽ nhá. Đó, rồi, khung gầm đây. Động cơ là 5 ngựa rưỡi này, OHV. Động cơ OHV là động cơ rất là cao nhá, của Mitsubishi. Đó, rồi bánh đây. Cái dàn phay này là không phải là em sơn đâu các bà con nhé, mà là còn nguyên rin của nó. Nguyên rin của nó đấy bà con nhé. Đó, nên là thực chất ra nó đang xài một bộ chảo tạt, nhưng mà chảo tạt là em tháo ra rồi. Đó, nên là nó chưa có, chưa gắn bộ sới vào. Theo máy có bộ sới rồi bà con nhé. Rồi, hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Đó, giá là 9 triệu đồng, con số 7, giá 9 triệu đồng là bao ship nhé bà con nhé. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Bên em sẽ lên hàng ngày, lên nhiều video hơn nữa để bà con xem, tham khảo, tìm được cho mình những cái mức giá phù hợp, công máy áp dụng công việc cho nó phù hợp nhá. Từng dòng máy, một giò, một bánh, hai bánh lỡ. À, đặc biệt là các cái dòng máy sới tạt luống lên luống nhá. Đó, còn sới nhảy cao cao hay là các rất nhiều dòng nữa bên em còn. Thì hy vọng là bà con đồng hành cùng với bên em trong suốt cái thời gian sắp tới, đặc biệt là sẽ có nhiều video lên hơn nữa. Rồi. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Em chào bà con.